Xin giới thiệu, đây là đồ chống say xe. Trước khi mỗi chuyến hành trình đi ô tô mà mình rất là say xe, là mình phải một mình khoảng 3 đến 4 cái bánh mì đặc ruột loại mặn. Cái này rất hiệu quả. Lên xe là ăn, vừa ăn vừa ngửi. Đấy, nó sẽ không say xe nữa. Đủ các thể loại, từ gừng rồi kẹo cao su rồi mọi thứ, không ăn thua bằng cái này. Có cái này là đi đâu cũng được. Bánh mì đặc ruột loại mặn thơm, ăn luôn vừa ăn vừa ngửi, hiệu quả rất tốt. Xây xe mà uống cái kiểu như thế, nó kiểu nó cho nó mình nó ngủ đấy, có cái gì đâu mà kiểu nó ngủ thì mình giết thời gian để xuống cái là mình tỉnh. Uống thuốc xây xe thì cực buồn ngủ và mà nó nghẹn nghẹn ở cổ. Thế là nôn ra không nôn ra được, nhưng thế lại khó chịu phết đấy. Nôn ra không nôn ra được. Đấy, mà ngủ thì cứ lơ đơ. Ngủ nó không được không, sâu giấc. Không ngủ hẳn mà nó lơ đơ. Như trên tâm đây thì bây giờ uống thấy uống đâu mà chứ. Uống bị kỹ đéo, uống kẹo ve. Cứ nói chuyện tào lào tí này này, hết thời gian cái này này ấy ngay. Có mỗi một lần thì đi ấy đấy, đi ra ngoài thăm ông Tích ốm ở ngoài bệnh viện Phình Đồn về. Hai ngày say đúng không, nhận thì cái xe xe nào? Xe buýt ạ. Xe buýt. Xe 20 đấy. Xe 20 á chị ạ, con nó nên đến con... nó đã buồn nôn, nó đã mùi mẹ nó rồi. Ui sủng. Nó vừa là đồng người là một nó đủ cái loại. Mùi gì nó có thằng thì hồi lách thì có thằng thì này. Đấy, nó có thằng thì tắm nếu tắm mà. Nó cũng bị đủ cái loại thành phần đi chị. Đấy, thế nó mới buồn nôn, nó mới say. Còn đi xe bình thường này không say đâu. Nếu mà xe 16 chỗ khác không say đâu. Xe 16 chỗ bọn này đi Nghệ An không say đâu. Đó, chờ đi cho khách thử đúng đủ các kiểu các loại mà không ăn được. Say lắm. Vẫn say. Nào thì vỏ quýt, nào thì cà phê, thì ăn kẹo sinh gum gune. Ăn kẹo sinh gum này, ăn lúc đầu thì ok, nhưng mà đến đoạn nhai đoạn ngọt hết đó. Hết cái ngọt ngọt rồi nó lại còn ghê cổ hơn. Kiểu nó phải nhả ngay, phải thay cái khác ngay. Kiểu nó hết cái ăn nhiều quá nó răn lưỡi, nhưng mà sinh gum này thì cả nghe nhạc nữa, nghe nhạc thì cũng đỡ. Nhưng mà tốt nhất là ngủ được thì ngủ được nó quên đi. Nhưng mà cũng khó ngủ, đi xe mà nó lắc nhiều, đi xe khách của nó đua nhau. Đúng, kiểu lắc quá đi càng ngủ. Nó cướp khách thì nó phải chạy nhanh. Với cả thường lên xe khách là điều hòa người ta để nào là mình phải chịu thế chứ. Ai cái Niên vợ Dương nó bảo là ôi ôi em cứ đi xe nào em cũng say. Mà mỗi cái hôm đi ra nhà cô Chín mà anh điều Hảo hòa mà nó để lạnh quá ấy. Buồn cười mà em không biết say là gì. Cho mấy cái chuyện hài ra cái thế là nó buồn cười, nó quên mẹ hết say kìa nhở. Về nó cứ bảo em không biết say là gì nữa rồi. Say ác lắm. Mỗi hôm nó say ghê lắm đấy. Nó đi đâu nó cũng sợ xì xè nó bảo đấy. Say lắm. Ừ, cho mấy cái câu hài ra cứ bịa cái câu nói cái nó buồn cười cái thế là nó quên. Mà say xe là đi một lần là sợ, lần sau cứ nghĩ đến cái đi say xe đã ghê rồi. Cảm tưởng thì đi xa thì nếu mà đi gần thì lại khác, thì đi xa thì nó đi mấy trăm cây số thì nó cảm tưởng sợ. Tại vì bây giờ lên xe mà nếu mà 10-15 phút mà say nôn ra ngay thì biết đến bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh say xe để xuống. Xong lại đi đến nơi ăn chơi mấy ngày chẳng hạn, xong lại nghĩ đến cái đốt đường về. Đấy. Lại phải đi xe. Ôi dồi ôi, mất vả. Trong ngày xưa còn về Yên Bái toàn phải đi xe máy vì ghê quá mà. Đi về chơi được mấy ngày mà say luôn cả mấy ngày thì
thì chả đi chơi được đâu nữa. Chơi bỏ gì, đến lúc xuống lại say tiếp thì học hành với cả làm đi việc gì. À, về xe máy. Đi xe máy đi chậm chậm là phải 4 tiếng rưỡi mới về nhà. Lắm hôm đi trời nắng này mà kiểu mặc cái áo chống nắng đến tay này vẫn hở cái chỗ từ cổ tay ra. Là về nó đỏ rực rồi. Hôm sau bắt đầu nó đen lại. Nó bắt nắng vào. Còn mùa đông thì phải mặc tất cả các loại áo ấm rồi. Thế xong thì không lại có bôi kem chống nắng vào. Đâu. Hay cái loại dưỡng da trắng của đàn bà. Đâu bôi chai ai bôi. Nếu bôi được thì sao? Nó đi nó nắng. Mùa đông thì mặc hết các loại vào xong lại mặc áo mưa ở ngoài. Ôi. Không phải công nhận là ăn cái bánh mì được. Mua đúng loại bánh mì đó. Đặc ruột, thơm bơ, bánh mì mặn mặn. Bánh nhẽ đó. Chú Hảo biết nhà bánh nhẽ của mình không? Bánh nhẽ. Cái thằng nó lấy vợ Nghệ An á. Bố nó không cho lấy, bố nó bảo là ôi trời ơi, tao không thể đi xe được. Thằng ấy nó ăn bánh mì này á. Vợ nó ăn từ từ từng miếng nhỏ một á. Không. Chứ nếu mà ăn nhiều đấy người ăn sao không để được 4-5 cái rồi vẫn chưa đến nơi. Thế thì đứa nào không để được lại bị no quá. Tăng tiền đất sơn à? Chả biết thằng họ thằng đầu mình cứ núp ra thằng đầu tiền là tiền đất sơn nhỏ này các bạn nhé. Thằng ấy không để á? Vợ nó không để được. Cả người ăn mà không để á? Ăn không biết được. Thấy vợ người ăn cảm giác nó thoải mái không thấy hay. Khả năng nó cũng không để được. Nhà ấy nó không để được đấy. Vâng, con nhà thông tư đấy. Con nhà Mạnh, tao cho cô Mạnh á. Thằng Mạnh thì nó không để. Nếu mà xe có mũi là biết là có phải thằng ấy hay là vợ nó. Hít luôn. Phải đi xem là ai chứ. Hít luôn mùi thơm của bánh mì. Tại hai bên, chỉ một bên thôi, không hai được. Mà ăn chị nè chị bảo là cho chồng, lúc thì cho chồng, lúc cho vợ. Thế phải đi khám mới biết tại ai chứ. Chả đi khám biết nào tại thằng nào. Chào bạn nào. Vợ Nghệ An mà bố nó cứ ở thôi. Còn bố lại con. Đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng dành cho nam giới, nhưng chúng tôi đánh giá rất cao chất lượng của Rocket 1 giờ. Điều hòa đây. Đây là sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, rất độc đáo. Được kiếm chứng nhận tại những quả và tất cả. Tất cả gian không có xuống gái nên lại hợp gái nên lại. Vì vậy, chúng tôi người đang quá tận cổng rồi, mình tắt bỏ dân không được xuống này hập cái này. Không đang nói thằng phụ con, đang nói thằng phụ con là không được mở người ta đang lạnh gặp nóng, đừng nóng cái này. Nói thằng phụ con là không được mở cửa, mở cái này này, mở cái cửa ra, mở thoải mái. Bây giờ bật không bật điều hòa thì mở thoải mái thôi. Nóng thế.
hôm nay tối rồi mà vẫn nóng này. Tối thật sự. Sau chuyến đi dài, thích nhất là không say xe. Phải nói rằng là trong điều kiện thời tiết xấu như thế này, mệt quá. Chưa phải đối mặt với tình hình quá nhiều. Xin chào.